Đây là những hình ảnh tại một khu vực chế biến rau chân vịt xuất khẩu đi Nhật Bản. Trong khi nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như gạo rất khó vào thị trường Nhật Bản, thì rau chân vịt rất được ưa chuộng tại thị trường này. Và tất nhiên là rau đã qua chế biến. Còn đây là vùng nguyên liệu dứa phục vụ chế biến các sản phẩm dứa đông lạnh xuất khẩu đi Mỹ, khác với những vùng trồng dứa tự phát. Để đáp ứng được yêu cầu từ những thị trường khó tính như Mỹ, người dân ở đây phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ trồng, chăm sóc đến tiêu thụ của nhà máy chế biến yêu cầu. Bù lại, người nông dân được nhà máy hỗ trợ kỹ thuật canh tác và quan trọng là bao tiêu đầu ra ổn định. Chúng tôi thì không bao giờ tự lo đầu ra được, tại vì là phải có công ty bao tiêu hết sản phẩm đầu ra cho chúng tôi thì chúng tôi có thể làm được như thế vậy. Còn nếu không có công ty thì không thể có đầu ra được. Một hectare là 30 tấn nhân với giá 4.000 thì mỗi hectare một năm làm tốt thì cũng được hơn 100 triệu. Thu nhập bình quân cũng trên đầu người cũng đủ. Nếu như cái trồng cây dứa thì là cái công ty nhận khoán đất của đất công ty là mình là có lợi được nhiều thứ là đất đai rồi là các cái lúc mà lấy sản phẩm về nhà máy thì nói chung là thoải mái. Còn nếu như mà phát ruộng phân đường ở ngoài thì do cái đầu ra của mình, nếu là cái đầu ra của nhà máy mà làm thì là không chẳng sao, nhưng mà nó không làm thì nhà máy cũng mà không làm thì là lại vất vả cho những người dân. Còn người ta xem người ta bán ra ngoài thị trường vất vả, người ta ép giá. Không bị ép giá, không phải lo đầu ra mà giá trị sản phẩm lại tăng lên so với xuất khẩu nguyên liệu thô. Và chỉ có ở quy mô chế biến công nghiệp mới làm được điều này. Điều đáng nói là cả nước hiện mới chỉ có khoảng 100 cơ sở chế biến rau quả quy mô công nghiệp với tổng công suất 300.000 tấn sản phẩm một năm. Con số này rõ ràng là chưa tương xứng với lợi thế của một nước đa dạng các loại rau quả như Việt Nam. Nó không quản lý được, nông dân vẫn cứ sử dụng những cái loại hóa chất mà nước ngoài, những cái thị trường mà chúng ta mới mở. Khi người ta kiểm tra thấy thì những dư lượng này, dứt khoát thị trường này sẽ đóng lại. Và cái việc sản xuất thế rồi là tiêu thụ là khó khăn. Chứ còn nếu sản xuất một cách tùy tiện hoặc là không tuân thủ những cái quy trình sản xuất an toàn thì chắc chắn một điều là nông sản của nông dân sẽ không được xuất khẩu ra thị trường có giá trị cao hơn. Ở đây là cái việc là người nông dân cùng chúng tôi phải nhận thức tốt vấn đề này. Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu của ngành rau quả Việt Nam trong năm 2015 đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 47% so với năm 2014. Hiện trái cây Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và các chuyên gia nhận định, dư địa xuất khẩu rau quả còn rất lớn. Nếu tăng lượng sản phẩm qua chế biến, thì giá trị kim ngạch còn tăng cao hơn nhiều trong tương lai. Nếu như những năm trước, 12 hectare đất ở đây bà con ở thôn Liên Rắc, xã Đàm Bà Rông, huyện Đam Rông có thể canh tác lúa nước và đem lại nguồn lương thực cho các gia đình, thì hiện nay hầu như đang bị chết khô. Bỏ cả vốn đầu tư, nhưng cái ăn sắp đến của gia đình anh Liên Hót, Hà Siôn cũng như nhiều hộ dân khác hiện xem như mất trắng.